Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Exit từ 1/10, hồi sinh tinh tế đi cùng chiếc cái bụng mầm tưởng chừng như đã bị quên lãng. Cái chiếc Exit từ 1/10 đoạn hôm nay không đơn thuần là một cái bản nâng cấp đẹp mắt, mà trên xe còn hiện diện một vài bộ phận làm tưởng chừng như chúng ta bị quên lãng trong thời điểm hiện tại. Nếu tò mò về cái bụng mâm ấy thì anh em hãy cùng chúng tôi tìm hiểu sâu về cái chiếc xe đậu hôm nay. Biết rằng cái cụm công tắc lẫn cụm đề của chiếc X10 thay thế dạng rời không nằm chung với phần bờ cổ, nên người chủ của nó đã tinh ý thay đổi bằng một cái bộ đôi sơ thẩm theo đến từ Domino, có vẻ ngoài thẩm mỹ tại các nút bấm nhỉnh hơn cụm sim và có thể bổ sung tất cả mọi chức năng nguyên bản sẵn có và cái bộ đôi này. Đặc biệt nhất, đẹp mắt nhất phải kể đến cụm ga Dono hay ga trên rất là cơ bắp. Hành trình ga được ngắn hơn so với cụm sim, lỗ cái cụm là hai ga dưới. Nằm gần sát ở bên cái cụm ga là cái cụm thắng của Rainbow Asset Costa Costa. Thay vì kết cấu nó to hơn hẳn cụm sim, dĩ nhiên khi gắn xong tránh khỏi việc cắt khóa dây áo để cho nên nó vừa vặn. Nhưng chừng đó hy sinh để đo lấy nét đẹp thẩm mỹ và khả năng kiểm soát phanh vượt trội theo mình nghĩ là rất hợp lý. Cái cụm con bên kia là cái cụm của Donald TM. Theo mình nhận thấy, cái khúc tay gãy từ nhận xuất đã được người chủ của chiếc Easter hôm nay thay thế bằng khúc gãy của TBT, đã kiểu dài ngắn hơn nhằm phù hợp với kích thước tay của bản thân và giúp quá trình bóp con chỉ số được mượt mà hơn. Toàn bộ hệ thống đèn ở phần mặt tiền của chiếc xe này đều được nâng cấp triệt để đèn lái trở nên đẹp hơn bằng một cái siêu phẩm là Magic Boy. Đây đơn vị đèn xanh trước theo tính từ của Avis với kiểu dáng lưới cũng đẹp mắt, và đèn định vị còn có khả năng thông báo tín hiệu rẽ hướng một cách lâu cuốn. Bộ mâm cấp mặt cho cái chiếc X10 hôm nay là cái dòng mâm K7. Mâm này đang là mưa làm gió chiếc xe độ thời điểm vào năm 2020, mức giá thị trường đâu đó khoảng 8,5 triệu. Hiện nay do cơn sốt của những dòng mâm như là BRT hay là Ba Đào xâm lấn, nên cái dòng này có mức giá rơi xuống chỉ còn có 6,2 triệu. Ngoài máy nó đẹp bóng bẩy không khác gì cái mâm CNC, dòng mâm K7 nó có kích cỡ như mâm sim, khi với thông số là 1.6 phía trước và 1.85 phía sau, giúp người chủ chuyển vỏ kích thước vỏ sim to lớn 90-80, 120-80 sang cái là loại là 70-90 và 90-80, nó thanh thoát và nhìn nó nịnh mắt hơn. Cái dàn chân trước của chiếc xe hôm nay sụm cho mình cái phục của LCM với kiểu dáng giống như phục sim của dòng Winner 10. Trên cặp phục này có sự hiện diện phát nhôm CC, đó một vai trò cố định phần heo của Phan Đồ Bidic 2bit. Cộng sự với chú heo này không gì khác ngoài đi thắng của TQ6 260, hàng sẽ tạo ra được thắng đầy dứt khoát. Cái phần heo thắng sau cũng là dòng heo thắng của Phan Đồ Bidic 2bit, nhưng kết hợp cùng đi thắng nguyên bản. Anh em ta thấy để tối ưu hóa cái không gian bố trí phần heo thắng, thì đi thắng nguyên bản cần phải bổ sung thêm lòng đĩa CC để dịch chuyển ra ngoài. Mục đích của việc này chính là hạn chế tối đa nguy cơ heo bị cạc cứng vào phần nẻ mâm. Củng cố cho phần chạy chân sau là hai món đồ chơi phục Raceboy bình dầu, phiên bản ti vàng cùng với bộ cấp nhôm CNC TIC. Tông sẽ tông về mặt màu sắc với tổng thể cái chiếc xe độ, nó có phần tạo nên một cái diện mạo hoàn hảo từ một góc nhìn. Với cái chiếc của bộ của con xe, nó khác với bộ zin ở chỗ chất liệu làm từ hợp kim titan chứ không phải là bằng sắt, hoàn toàn không bị rỉ sét trong thời gian sử dụng và còn tối ưu các khả năng giảm nhiệt nhanh hơn. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng em ấy lần nữa nha. Viro dọn thành đích với vài món đồ chơi bạc triệu. Chưa biết cái chiếc Viro đậu thành đích theo một cách của Thái Lan nào đã chuẩn và đỉnh hơn chiếc xe hôm nay chưa. Ngoài trừ nhiều đồ chơi hàng hiệu thì giá trị cũng đắt đỏ, con xe còn có một cái dàn áo cũng đặc nhất vô nhị và làm cho chúng ta thấy nó còn có một vài món đồ chơi rất chất lửa. Ngoài cái cụm thắng nguyên bản được nâng cấp bằng cái cụm thắng của Rainbow Asset, hiệu năng thắng nó im dịu, độ thẩm mỹ cao hơn. Đi cùng với đó là bình dầu Rainbow khối chất trời để lộ thiên bên ngoài. CCB vốn là trong những mẫu cụm con được anh chủ đã tận dụng để quản lý thắng đường mới sao. Tiếp đến mầm Raceboy 5 cây màu trắng sáng bóng, chứng tỏ người chủ chăm sóc xe rất là kỹ. Kết hợp giữa đĩa của Rakotec hay của Rainbow đem tới được thắng nó hoàn toàn an toàn cho con xe. Nó bật chính là những cái chiếc nhắc dầu màu xanh lợt. Cái món đồ chơi này sẽ giúp cho việc thay dầu tháo heo nhanh hơn nhiều mà không cần phải canh chỉnh để dầu để gió lại. Mình nói phần dàn áo tại sao độc nhất vô nhị, đây chính là người chủ đã rất dự chi đục khoét cái dàn nhựa nhám cam lít với những hoa văn bắt mắt, vừa nhẹ cho xe vừa giống như những người anh em cho mình thấy.
Nổi bật nhất ở đây chúng ta là cái Movision MXT màu đỏ bổ trợ cho bản đồ chiếc xe đi. Ốp đánh dấu nguyên bản được thay mới bằng ốp giữ công suất của SimFast để cho người chủ dễ quản lý và quan sát được độ giờ kịp thời vệ sinh. Dàn chân thì cứng cáp hơn, được người chủ nâng cấp cái dòng phục hoa đêm thay cái lò xo đen, vừa đảm bảo hiệu năng mà còn tăng thêm cái chút đẳng cấp. Hai thở vẫn là cái bục bóng Rost đến từ hãng Libin, hay sao ra thứ âm thanh rất là cực kỳ phân khích đã tay. Thay vì Bosin thì anh chủ ấn định nâng cấp thành cái cổ của Titan để sẽ nó sạc sở hơn. Chai cá nước một vài chi tiết nữa cũng được làm một điện Titan để tăng cái chất liền lạc chứ còn combo. Các bạn thấy bản đồ này thế nào? Cảm ơn các bạn hãy giải đáp này, hãy đi kiếm tiếp, nhớ like, subscribe.